tin của mình này do mình dặn ra và không cho phép của bất kỳ ai. Tin của mình đó là bị thật kỹ năng tự tin hôm nay này đạt quá. Tí nữa nó bảo chấp nhận thì chấp nhận đi. Đây là chơi thì mình chơi ạ. Đây là game mình chơi. Ờ. Mình phần phát. Mình phát trên OBS. Mình sử dụng phần mềm OBS. Mình sử dụng phần mềm OBS để lắp trực tiếp. Đây là mặt của mình đang quay, lúc đấy em đang cầm này rồi. Lúc đấy là em đang cầm rồi. Ừ, đây em cầm này. Cầm xong mình bấm rồi. Cầm xong bấm phóng to khu rồi. Cầm một hôi rơi thì giờ. Cầm hai tay thế này này, thế này như cầm như kiểu em đang cầm bánh bánh bánh. Tay này còn cầm chuột, cầm tay kia. Ừ, đừng cầm tay đấy. Đây là mặt đây là mặt của mình đang quay. Thì mình đang quay đây này để mình chứng minh là mình chứ không phải là đứa khác quay đó. Đang quay. Các bạn có thẻ. Đây là cách mình quay. Đây là mình vào setting, mình vào stream. Mình sử dụng view trên cây. Cách mình phát tiếp. Vào stream. Rồi mình vào view trên cây. Đây là view trên cây của mình. Rồi sau đấy đưa cho anh. Những gì mình làm để tạo nên nội dung kênh của mình, ban kiểm duyệt Lại luôn nhé. Yeah.
Nhấn nút ra giao phòng trạng ngay lại nào. Nào cái nhìn mạnh lên xoay tự tin nào anh em cho nó bớt cái view hù vậy. Kênh của mình được các tính năng kiếm tiền từ ngày 9 tháng 3 năm 2023. Kênh của mình có tên là Kiem Vlog, tên người tiêu dùng là Nghich889. Còn đây là link URL của mình. Kênh của mình làm nghề nội dung trò chơi liên minh về gia chế độ đối chung chân lý. Đây là một video được phát trực tiếp vào ngày 12 tháng 12 2023. Đây là mình khi phát trực tiếp. Đây là nếu mặt của mình chỉ phát trực tiếp thì phải anh em này anh của em phải đưa ra đây cho nó chạy. Còn đây là game mình chơi xong kênh của mình. Thôi cầm điện thoại rồi. Cầm điện thoại cầm thế mới không chè đi. Đây là phần mềm phát trên kênh của mình. Đây là phần mềm kia Wi-Fi. Mình phát trực tiếp bằng cách mình phát trực tiếp bằng cách vào setting. Vào setting này. Vào UCK. Đây là UCK trên kênh của mình. Trên đây là những nhìn vào kênh trên đây đó. Trên đây là trên đây là những gì mình làm để tạo nên trên đây là những gì để tạo nên nội dung kênh, tạo nên nội dung kênh của mình. Nhìn vào kênh phải luôn chú ý là phải nhìn vào kênh chơi chứ. Thì trên đây là những gì mình trên đây là những cái nội dung mình tạo lên kênh của mình. Mình mong đang kiểm duyệt của YouTube xem lại quyết định và cái tính năng kiếm tiền cho mình. Khẩu trang 1 2 3
YouTube. Mình làm nội dung này để chứng minh kênh Phạm Xem Vlog là của mình, là không sao chép bất kỳ nội dung của ai. Kênh của mình đi sóc có 5 kiếm tiền từ ngày 19/3/2023. Kênh của mình có tên là Phạm Xem Vlog, với tên người dùng là Vlog VTC89. Và đây là link URL của mình. Kênh của mình là về trò chơi liên minh điện thoại, chế độ là đấu trường chân lý. Và đây là một video mình đã phát trực tiếp vào ngày 2/1/2023. Và đây là gương mặt của mình khi phát trực tiếp. Còn đây là trò chơi của mình. Chơi trò chơi của mình. Em nghĩ là đây là game của mình chơi, nhưng mà đây là game của mình chơi được. Nhưng mà cái này phải cho nó chạy đi nhé, cho nó chạy để cái mặt nó chuyển động. Hiểu ý anh? Đấy là bị đơ ạ. Ừ, nó đang loát. Nó đang loát, lại mặt mình kém rồi. Tiếp tục. Đây là game của mình chơi. Mình phát trực tiếp bằng phần mềm OBS. Mình phát trực tiếp vào phần mềm OBS. Đây là gì hả? Đây là người cao quan. Mình phát trực tiếp vào phần mềm setting stream. Mình vào stream stay. Và đây là stream stay của kênh mình. Trên đây là những chứng minh về nội dung trên kênh của mình do mình tạo ra. Mình mong ban kiểm duyệt của YouTube xem xét lại quyết định và lập lại tính năng kiếm tiền cho mình. Mình xin cảm ơn. Nói nhanh. Nói từ mắt mình. Quên đúng không? Quên thì nói cách khác rồi. Cứ phải như vậy đấy. Cứ nói nội dung như thế là được. Mắt này, em đảo đi cái nhìn người ta nhìn chat của trưởng đấy. Người ta biết ngay. Mà đang nói anh nói dối người khác biết ngay. Anh nói dối là đôi khi lúc mà anh nói dối là em bị nói gắt. Kiểu là không gắt này hơi lắc một chút. Kiểu nhưng mà bây giờ anh cũng phải rèn luyện cái đấy để cái lắc đi cái khuyết điểm của mình. Đó là một cái chuyện em mà ngày mai em tự tin đứng trước đám đông nhé. Nhìn vào đây kiểu mình đang đi phỏng vấn đi. Đúng. Các thứ mình tự tin. À. Được. Có 4 bước, 4 cái cần làm. Lời nói đâu? Thông tin kênh, nội dung kênh và cách livestream. À, vẫn còn nữa là cái lời kết thúc gọi là có đầu, có giữa và có cuối đi. 5 cái. Nhưng mà con đấy làm gì có đêm mà cần tập biến. Chạy thôi, chạy thẳng. Đợi chiêu rồi lại quay lại. Đợi có chiêu lại quay lại. Chiêu 2. Được
một bảy. Xin chào các anh chị trên YouTube. Hôm nay mình làm thử thách mắt lắc đặt không lắc bên rồi. Như này mắt quỳnh lạnh tỉnh bơ đấy, thấy chưa to to như người mẫu. Anh thấy quỳnh nó xinh hơn người kia thì cái gì mà có khách hàng mấy bọn ban nó khảo hay chửi chửi ấy. Ừ đấy. Nhìn bạn nói từ kia người rất không biết gì. Mắt vẫn hơi chớp nhưng vẫn nói tiếp tục. Rồi. Xin chào ba kiểm duyệt của YouTube. Mình làm video này để chứng minh kênh Phạm Xem Vlog là của mình, và mình không sao chép bất kỳ nội dung của bất kỳ ai. Kênh của mình bị cắt kiếm, tiền vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Kênh của mình có tên là Phạm Xem Vlog, và với tên người tiêu dùng là DocVCT889. Đây là link URL của mình. Kênh của mình làm về nội dung trò chơi liên minh huyền thoại, chế độ đấu trường chân lý. Đây là một video trực tiếp vào ngày 2 tháng 1 2023. Đây là mặt mình khi phát trực tiếp. Còn đây là game của mình chơi đây là game mình chơi. Đây là game mình chơi. Mua nữa chứ. Mình phát trực tiếp bằng mình phát trực tiếp bằng phần mềm OBS. Đây là mặt mình quay cho bạn. Mình phát trực tiếp. Em bảo anh quay. Mình phát trực tiếp bằng cách setting. Sao anh quay cái này? Đây là chim cây của mình. Trên đây là chứng minh của kênh này là do mình tạo ra. Đó là tất cả những gì mà mình làm để tạo nên nội dung kênh của mình. Đó là những gì mình làm để tạo nên kênh của mình. Mong ba chủ nhiệm YouTube xem xét quyết định và bật lại kính năng cho mình. Mà tên người dùng chứ không phải tên người tiêu dùng. Mình không mua cái gì đâu. Nhớ là anh là tên ở của ai nhé. Không thế là coi như tối mới sẵn tôi là anh phải khóa hết video.
này. Cái nội dung kia tôi biết trong mừng đến với bình nguyên vô tận.
trên 2 tiếng nhé. Thôi làm đi con mua điện thoại mới. Anh mang xuống cho anh xem. Em mang xuống cho anh xem không? Mang xong, chứ sáng ăn rồi. Chưa cơ mà. Chưa nay ăn rồi á. Thế thì sao lại nhìn cho nay thôi. Đâu anh sang xôi mang này. Xôi bị em làm nấu á. Thế giờ phải chê cũng giờ. Không chê được. Ruốc thì ở đây có rồi thì mang ruốc đi. Okay. Không ăn mang một chiếc xe đi. Nói chưa lại nấu cơm. Nấu ăn thêm xôi. Ăn nấu thức ăn thêm xôi. Chị ăn này cho nhá. Ăn ừ mà em ăn cho tí. Cái này em nếm nhiều mà. Xôi kìa. Lúc này em làm hôm trước. Em làm ngay là. Em làm. Đâu em chỉ thay thôi mà. Ai xa. Thay xong là đau lên. Sao anh thấy nó lạ không? Nó quên. Chả thấy nó bốc bông rồi kìa. Không, em cũng biết làm bông. Em xay ít rồi, không. Dã ăn bông rồi. Ừ, em xay chứ không phải dã rồi. Tức là cho thịt vào xay, máy xay, thịt luộc anh ra xay. Anh phải học anh rồi. Anh làm lần đầu tiên làm gần chục cân. Cục bông bét cho về nhà đây. Mặc dù có dính đôi cục nữa nhưng mà thôi cục đã. Kiểu mình dã nhiều quá ấy. Nên là mình dã sắc hơn quá. Dã ăn luôn rồi. Nếu mà không dã thì có máy xay, nhưng mà nó xay rồi bằng con dao của nó thôi. Chứ không phải là con dao cắt của mình đâu. Dao cắt. Con dao của nó thời gian nó còn cuốn vải các kiểu để cho nó va đập vào nhau ấy. Đi luxury ở quê gọi lên. Ở đây mùa hè. Mùa hè bên em quay một chương trình thương mại. Anh nhìn ra cái quần áo ấy. Quê. Mày 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 m
Enemy has
Lan anh ơi. Lan anh. Ô thắng rồi. Thắng rồi. Quả mua thường. Bốn cái. Em chưa thắng. Anh chưa ăn sáng à? Chưa. Anh định bảo anh thử cà phê. Đi á, thử đi. Cà phê. Ui giời. Cà phê em đưa. Anh pha. À. Ăn sáng sau. Bố đã say rồi. Mình ăn say kìm này. Khang rõ nhiều. À cà phê đá à? Rồi thôi rồi. Thử xem. Mình phan mã phải đọc. Cũng được. Hôm trước em phan đọc lắm ạ. Em thử ít đá. Khang xong một bình bơm. Khang mười quái. Mình mang 3 gói nhỏ. Thiệt nhé. Hôm trước em pha 4 gói thì nó đặc hơn, ngon hơn. Còn là khai đá còn à? Đó. Em đi à. Thank you.
nền này được mà. Cho dày hơn tí nữa. Dần quen rồi nhìn xinh mà. Nhìn được. Về nhà nhá. Nhưng mà được mà, nhìn kiểu chị nhìn không may là thấy xinh lắm. Kệ sao, sáng năm mới đầu chị ơi. Sáng năm mới đầu á, xong đấy. Nếu mà mai này thì phải dây dây hẳn tí. Thank you.
Đến mãi mới mua. Đây là cà phê sữa. Đây là cà phê gì? Đây là cà phê sữa. Đây không phải cho gì.
Thế em phải cho thêm sữa à? Em ngon nhầm. Nhưng mà cũng được. Nhiều ghê. Lớn rồi nhỉ? Anh cái lớn. Em cao cao đấy. Cao lên, lớn lên. Mới cây mà chứ. Quên cái nước. Để ít thôi thì nó cần nước nhiều đâu. Nước không khô. Anh nghĩ phải cái này phải đợi ở trong kia. Để đây mấy đây đây các bạn. Hơn 2 tiếng rồi chứ. 2 tiếng rồi. Vì sao hơn 2 tiếng rồi? Mới được 50 phút. Chả biết. Thì được đã xong đến 5 mối rồi. Ơ, phải tăng 2 tiếng rồi. Ừ, 2 tiếng đổ lên nhé. Anh đừng ở trong kia thôi. 1 tiếng nữa là bao nhiêu? 10 rưỡi. Ơ, giờ phải quay 2 tiếng rồi. Ừ, giờ quay 2 tiếng. Em cứ cho nó lên 3 tiếng. 3 tiếng. Không. 3 tiếng. 10 nữa, 11 giờ em đi nấu cơm. Có sao rồi mình đi. Thank you.
ra, nó mọc bằng lá cây vậy. Cái này chưa mọc rã này, nhấc nó lên thôi. Anh để lấy nếu mà nó mọc. Có cả luôn. 3 cây trụ. Thế? Không cần, cây này nó cần nước nhiều đâu. Cái nước nhiều thì chết. Mấy bạn lại có cả vườn. Nhá, cái này thì nó lại phải cắt cái đoạn này ra. Cắt đoạn này ra. Sau dâm cành xuống thì nó mới lên cây. Mùi cành nó mọc. Anh mua thêm một hai cây xương xanh nhé. Cây xương xanh. Cái khác không phải cái xe đá. Vâng, cái nó kiểu sinh động. Dạ, yeah. Mua đi. Anh ấy cái làm cái gì nó từ nhỏ nhỏ ấy. Cái này lúc đầu anh lấy được mấy cây cho anh. Sau dâm nha. Khi em đi mua thì chắc cái này chắc trả bồn với những gì. Mua cũng được, cũng phải mà nhưng mà mình tự ấy. Cảm ơn ý nghĩa không. Anh có điện thoại không? Bạn đấy. Slow. Anh đây. Giờ qua luôn á. Giờ qua nhiều mua ăn. Qua đi cho anh còn nói nhiều chuyện nữa nhé.
em hơi muộn nhỉ. Cứ mặc cái tay tinh. Tí nữa không nấu. Không nấu chứ. Mẹ em tên gì? Mẹ em. Thank you.
đang nóng ấy, sẽ hết đá đấy. Không khóa được trong cái màn đấy. Thôi chạy thôi, hết chiêu rồi là chạy là lãi rồi. Đó. Hết chiêu chạy là lãi rồi. Thiên thần kiểu gì mà đánh kiểu đánh rơi ấy. Vê là mà chị là mà Vê là mà Vê là mà đây thì còn cả đuôi nữa.
bố mất lại thanh toán khi nhận hàng. Tiền trong công ty. Còn tiền bố mất. Anh đây. Em ở tầng 1 à? Lần này phát được bao nhiêu phút rồi em?
Chuyển lên trên ghế. Chặn nào bạn nào. Xí, đôi ghế thôi đây. Mình sẽ làm cái video tháng kênh mình trước mình làm nhé. Nó bị khẩu trang đấy. Không được tâm mở khẩu trang. Để bọn em bật lại. Để kỹ năng tiếp theo. Đấy. Giờ bọn quần ra. Trong chân em liên quân và Mai Linh chỗ đảng của những chân trước này đúng không? Em nhớ cũng làm chung ký ức của anh không đâu.
toàn đi muộn lại anh ơi thế này mai nghỉ tập tốc cao lại em đi làm các thứ cái gì anh nhớ rồi thế nào Quỳnh kinh nghiệm bao nhiêu rồi nó lại cài 4-5 lần có 2 lần này nữa 2 lần anh đã khóa 2 lần ừ, xem bao nhiêu video anh khóa 2 lần chập đầu anh có 3 lần này bớt một lần rồi anh nhìn thấy rồi nói một lượt cho nó nói y lại như thế đã thế cho em làm đầu tiên em sẽ đeo khẩu trang sau đó thì anh sẽ quay cho em sau đó thì em bỏ khẩu trang ra để đâm một hai nơi đầu bỏ khẩu trang ra bỏ hai nước kiểu là mình thật chất mình đeo khẩu trang ấy nó không nhận diện nữa nên sau đấy gọi là xin chào bạn để nói một lần cho nhé chào bạn chủ nhật YouTube mình là chủ kênh Cặp Xem Vlog à, hôm nay mình làm clip này để chứng minh rằng kênh của mình là do mình tạo ra và không sao chép của bất kỳ ai kênh của mình rồi sau sẽ chuyển đấy kênh của mình bị tắt tính năng kiếm tiền từ tháng ngày 9 tháng 3 năm 2023 đây là thông tin kênh của mình bên dưới info kênh của mình có tên là Phạm Xem Vlog có tên người dùng là ừ,
VTC 889. Cứ đọc cái định nó không được tiếng Việt đâu. Luge Luge CT 889 nha. Kênh của mình làm về nội dung và phần content thì là nội dung luôn. Game Liên Minh Huyền Thoại. Đây là Liên Minh Huyền Thoại nhé. Game Liên Minh. Chế độ đấu trường chân lý. Nó có rất nhiều chế độ. Đây là chế độ đấu trường chân lý. À, đây là một video mình phát vào ngày mùng 2 tháng 1, đúng không? January tháng 1 năm 2023. Click vào. Click vào đây được. Đây là mặt của mình. Đây là mặt của mình khi đang chơi game. Đây là mặt của mình khi đang chơi game, được chưa? Đây là game mình chơi. Bấm vào đây, bấm vào cái chọn mặt tướng như kiểu mình chơi ấy. Và đây là cách của mình phát trực tiếp. Mình sử dụng phần mềm OBS. Mình sử dụng phần mềm OBS. Lúc đấy thì em sẽ bấm vào đây này, kích vào cái phần này, hiện lên này, màu to lên. Lúc đấy em đang quay này đúng không? Lúc này em thấy bạn ấy đang cầm quay này. Quay này. Đây là mặt mình đang quay trực tiếp. Đây là cách mình khác. Mình vào setting, mình vào stream. Mình dùng YouTube kênh. Đây là YouTube kênh của mình. Rồi sau em sẽ đưa điện thoại cho anh. Đó là tất cả những gì mình đã làm để làm nên nội dung kênh của mình. Mong ban kiểm duyệt của YouTube xem xét lại quyết định và bật lại tính năng kiếm tiền cho kênh của mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Mình vẫn gây canh đối chặt. Rồi, nhớ được đến đâu rồi, thử lại nhé. Đây, em cầm chuột đi, em vừa nói đi. Quay như là em quay đi. Mình chặt rụ thôi. Đấy, em sẽ hình dung được cái cách này. Ngoài đây trước. Khẩu trang đây. Cứ làm như sau. Mắc ở đâu em sẽ nói hẳn ở đây. Xin chào bạn chủ nhật của YouTube. Bỏ khẩu trang ra. Tao xin chào bạn chủ nhật của YouTube. Xin chào ba chủ nhật của YouTube. Xin chào ba chủ nhật của YouTube. Hôm nay mình làm video để chứng minh mình là chủ kênh. Kia chủ kênh luôn. Mình là chủ kênh trước. Mình là chủ kênh phát triển vlog. Tạo xe. Tạo xe đúng không? Mình là chủ kênh. Mình là chủ kênh phát triển vlog. Mình làm video này để chứng minh. Nhưng là do mình làm thì không nhớ. Sao chép ở đâu? Sao chép của bất kỳ ai? Là sao chép của bất kỳ ai? Đấy, thằng này, quay lên. Ở cái phần đáp bát này. Kênh của mình tắt tính năng kiếm tiền từ ngày 19 tháng 3 năm 2023. Thông tin chiều đây hết rồi, giờ đến nội dung tiếp.
cung kênh của mình làm về nguyên nhân chế độ đấu trường chân lý. Và đây là bí quyết về một ngày. Đây là một video mình phát vào ngày này. Đây là một video trong một phát vào ngày 12 tháng 1. Đây là mặt của mình. Đây là mặt của mình. Tiếp. Đây là game mình chơi. Đây là game mình chơi. Đây là game mình chơi. OBS. Lúc đấy thì em sẽ cầm điện thoại, em quay và em phóng các bạn nhé. Em vô em cầm điện thoại rồi đấy, là anh sẽ đưa cho điện thoại cho anh. Đây là mặt của mình khi quay trực tiếp. Mình sử dụng như trên kênh của mình. You sở chim cây. Đây là you trên kênh của mình. Của mình những kênh của mình. Được rồi, sau đấy thì lại đưa điện thoại cho anh quan điểm. Rồi sau đó thì lời cảm thán. Đó là đấy. Những gì mình làm để tạo nên nội dung kênh của mình. Những gì mình làm để tạo nên kênh của mình. Mong YouTube ban kiểm duyệt. Ban kiểm duyệt xem xét và bật lại chứng nhận kiếm tiền cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Đấy, đơn giản thế thôi. Anh nghĩ em ấy nhớ nhanh hơn một số bạn mất cả buổi tối. Kênh của mình là cái kênh của mình tự làm và không có sao chép của bất kỳ ai. Ừ.
thông tin kênh trước. Mình phải đầu tiên mình phải lời chào nhé, sau đến thông tin của kênh này, sau đến nội dung này, sau đến cách live stream và kết thúc là lời ơn các thứ. Bốn cái kênh nội dung rồi đến thông tin kênh. Kênh của mình thì sao đấy nhận luôn cái kết thúc. Đây là một video mình Đây là YouTube kênh của mình. Đó, xong sau quay sang rồi. Đó là tất cả những gì mà mình đã làm để gây dựng nội dung kênh của mình. Mình mong anh chị việc xem xét và quyết định và bật lại tính năng kiếm tiền kênh của mình. Mình xin chân thành cảm ơn chị Nguyên. Mình này lên hạng lạ nha. Mình chơi một game đã là đủ những hạng gì xong sang quay cho bạn Linh. À, chắc một lần nữa anh. Đúng chưa? Tương đối rồi. Giờ quay trực tiếp đấy. Quay kiểu gì chẳng phải xóa đi. Không phải sẵn sàng đâu. Cứ quay đi sao đó. Toàn rau tỏi đấy. Rau tỏi á, đây là rồi. À hoa mà à, anh nhìn giống tỏi quá. Mình không phải, mình phải làm sao để cho thuyết phục bọn họ.
Xin chào ba tiểu về YouTube. Nhìn vào cam. Xin chào ba tiểu về YouTube. Không cười. Mình là chủ kênh Phạm Sơn Vlog. Mình làm video này để chứng minh kênh của mình là do mình tạo ra và không sao chép của bất kỳ ai. Kênh của mình. Đắt quá. Kênh của mình phát thứ năm kiếm tiền vào ngày 3 tháng 9/3/2023. Kênh của mình có tên là Học Công Xuyên Lớp với tên là dùng là Red Van City. Ở tháng đến đâu phải mua đen đấy nhé. Không là City 89. Linh U là còn đây là linh URL của mình. Kênh của mình là về chơi liên minh với nhau, chế độ đấu trường chân lý. Đây là một video test trực tiếp của ngày 2/1/2023 của mình. Đây là mặt mình khi bắt trực tiếp. Còn đây là mặt còn đây là khi ăn chơi game. Tất cả xem đây. Đâu rồi? Mình chẳng biết phải đâu rồi. Đây là game mình chơi. Tí nữa nó bảo chấp nhận thì chấp nhận đấy. Đây là trò chơi của mình chơi ạ. Ừ, đây là game mình chơi. Đây là game mình chơi. Ờ, đến phần phát. Mình phát. Mình phát trên OBS. Mình sử dụng phần mềm OBS. Mình sử dụng phần mềm OBS để phát trực tiếp. Đây là mình. Đây là mặt của mình đang quay, lúc đấy em đang cầm này rồi. Lúc đấy là em đang cầm rồi. Ừ, đây em cầm này này. Cầm xong mình bấm mặt. Cầm xong bấm phóng to khu nhỏ ảnh. Cầm một ngôi rơi thì giờ. Cầm hai tay thế này này, thế này như bình thường này. Cầm như kiểu em này. Tay này còn cầm chuột, cầm tay kia. Cầm tay này mình. Ừ, đừng cầm tay đấy. Đây là mặt mình phát trực tiếp. Đây là mặt của mình đang quay. Khi mình đang quay đây này để mình chứng minh là mình thôi chứ không phải là đứa khác quay đó. Đang quay. Ờ. Đây là cách mình quay. Đây là YouTube Play của mình. Mình vào setting, mình vào stream. Mình sử dụng YouTube Play. Cách mình hát trực tiếp. Vào stream. Mình vào YouTube Play. Đây là YouTube Play kênh của mình. Rồi sau đấy đưa cho anh. Đấy, anh quay lại nhà chưa? Ừ. Đó mà. Đó là tất cả những gì mình làm. Đó là tất cả những gì mình làm trên kênh của mình và để tạo lên nội dung kênh của mình. Để tạo lên kênh của mình. Ừ. Mong mong muốn ban kiểm duyệt. Ban kiểm duyệt. YouTube xem xét là mình sẽ quyết định tại vì nó đưa ra quyết định là mình sẽ quyết định và mật. Đây, lại luôn nhé, ok luôn nhé.
này là sẽ mất mình. Nhập không chưa? Đeo khẩu trang nghe lại nào. Nào. Ê, mày đi coi. Tự tin nào. Anh cho nó bớt cái vi vu vậy.
3. Ừ, mình là đăng ký được của YouTube. Và mình làm nội dung này để chứng minh kênh Phạm Xem Vlog. Và của mình là không sao chép bất kỳ nội dung của ai. Kênh của mình là Phạm Xem Vlog kiếm tiền thì là 193023. Kênh của mình là có tên là Phạm Xem Vlog. Có tên mình dùng là Vlog VCT889. Và đây là link URL của mình. Kênh của mình là về trò chơi liên minh điện thoại, chế độ và đấu trường chân lý. Đây là một video mình đã phát trực tiếp vào ngày 2/1/2023. Đây là gương mặt của mình khi phát trực tiếp. Và đây là trò chơi của mình. Trò chơi của mình. Không, em nghĩ là đây là game của mình chơi nhưng mà... Đây là game của mình chơi nhưng mà... Nhưng mà cái này phải cho nó chạy đi nhá. Cho nó chạy để cái mặt nó chuyển động. Nhỏ ý anh. Ừ, nó đang loát. Nó đang loát, tại mặt mình kém rồi. Tiếp tục. Đây là game của mình chơi. Phát ở trên nó. Mình phát trực tiếp bằng phần mềm OBS. Mình phát trực tiếp bằng phần mềm OBS. Đây là gương mặt người tham quan. Mình phát trực tiếp bằng phần mềm setting. Stream stay và đây là stream stay của kênh mình. Thì đây là những chứng minh về nội dung trên kênh của mình do mình tạo ra. Mình mong ban kiểm duyệt của YouTube xem xét lại quyết định và lập lại tính năng kiếm tiền cho mình. Thì mình xin cảm ơn. Nói nhanh. Nói đúng mắt được. Quên thì nói cách khác rồi. Cứ nói nội dung như thế là được. Mắt lại cần đảo cái nhìn người ta nhìn chán lại trưởng để người ta biết ngay mà đang nói nữa. Anh nói dối người khác biết ngay, anh nói dối là đôi khi lúc mà anh nói dối là anh bị nói gắt kiểu là hơi lắc một chút kiểu, nhưng mà bây giờ anh cũng phải rèn luyện cái đấy để rất là tin tưởng chất liệu của mình, đó là một cái của em và ngày mai em tự tin đứng trước đám đông nhé. Nhìn vào đây kiểu mình đang đi phỏng vấn, đúng không? Nào, có 4 bước, 4 cái cần làm. Lời nói đầu, thông tin kênh, nội dung kênh và cách live stream. À, vẫn còn là cái lời kết thúc thì gọi là có đầu, có giữa, có cuối đi, có 5 cái. Nhưng mà con đấy làm gì có đêm mà cần tập biến. Yeah.
nay mình tự phải mắt lắc đặt rồi đấy, quên như này mắt quỳnh lạnh tỉnh bơ đấy, thấy chưa to to như người mẫu. Anh thấy quỳnh nó xinh hơn mấy cái đứa thì về cái gì mà có cái thằng mấy bọn ban nó thẳng hay chửi ấy. Ừ đấy. Bạn nói tự tin mắt vẫn rất chớp nó liên tục rồi. Xin chào ba chị duyệt của YouTube. Mình làm video này vì chứng minh kênh Trạm Xe Vlog là của mình, và mình không sao chép bất kỳ nội dung của bất kỳ ai. Kênh của mình bị cắt kiếm tiền vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Kênh của mình có tên là Trạm Xe Vlog, với tên người tiêu dùng là blogcity889. Đây là nội dung của Liên Minh Huyền Thoại, chế độ đấu trường chân lý. Đây là một video trực tiếp vào ngày 2 tháng 1 2023. Đây là mặt hình tư pháp trực tiếp. Yeah.